chào tất cả mọi người. Mình là Nhung, nhân viên tư vấn của Điện Máy Xanh 6 tháng Đà Nẵng. Như các bạn đã biết, TV là dòng sản phẩm công nghệ có mặt ở mọi gia đình. Đặc biệt, TV Samsung đang chiếm tình cảm của đông đảo người dùng. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người một dòng sản phẩm TV Samsung 65 inch Q65G. Với thiết kế viền mỏng hiện đại tinh tế, giúp không gian phòng trở nên sang trọng hơn và chăn đế hình chữ V ốp ngược giúp TV đứng vững trên mặt phẳng. Dòng sản phẩm Q65G được trang bị công nghệ chấm lượng tử kết hợp với độ phân giải 4K cách 4 lần độ phân giải HD, khiến cho màu sắc trở nên tươi hơn và rực rỡ hơn. Về công nghệ màn hình thì dòng này còn có kết hợp cho mình thêm công nghệ DRED Full HD giúp tái tạo những vùng tối nên sâu hơn và vùng sáng nên tươi hơn, giúp người xem có trải nghiệm thực tế hơn cho sản phẩm. Được trang bị thêm công nghệ quang tâm 4K Processing nâng cao chất lượng hình ảnh lên được 4K và công nghệ quang tâm HD G4X giúp nâng cao độ sáng chi tiết màu sắc hiệu quả hơn. Tích hợp với hệ điều hành Tizen với kho ứng dụng đa dạng và phong phú hơn. Quanh remote thông minh hỗ trợ tiếng Việt giúp điều khiển thao tác truy cập nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn. Với TV, loa là điều được người dùng quan tâm hơn hết. Chiếc TV của mình được trang bị công nghệ Dolby Digital Plus với công suất 40W, giúp người nghe trải nghiệm âm thanh theo từng cung bậc cảm xúc sinh động và thực tế hơn. Vừa rồi, Nhung vừa giới thiệu cho mọi người một dòng sản phẩm TV đã được ưa chuộng nhất hiện nay. Nếu mọi người muốn sở hữu cho mình một chiếc TV sang trọng hiện đại như thế này, thì hãy ghé chuỗi Điện Máy Xanh trên cả nước. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào mọi người.